Vâng, hôm nay chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn những người nào ưa thích về những cây vú sữa. Đây là một trong những cây vú sữa khá là lâu đời rồi. Ở đây có hai cây vú sữa to và một số các cây vú sữa bé. Tôi muốn check cho quý vị để cho quý vị nào có những cái nhu cầu muốn sở hữu cho mình một trong những cái cây vú sữa to thì anh em lên lựa chọn, đúng không ạ? Đây là cây vú sữa nhà ông bác. Ông ấy dòng ở trước cửa nhà, như anh em nhìn thấy ở đây. Cây rất là to, tán đẹp. Cây vú sữa này rất là nhiều quả, quả rất là ngon, ngọt. Quả của nó to bằng gần bằng cái nắm tay ấy. Đấy, nhiều quả lắm. Nếu anh em nào mà muốn sở hữu một trong những cái cây vú sữa về trồng ở vườn nhà thì rất là phù hợp. Quả ăn cả họ ăn luôn. Thật sự với quý vị là nhiều quả lắm. Đây, những cái quả vú sữa này bình thường ra người ta đến người ta mua thì mỗi một năm, như nhà ông bác ông ấy vẫn nói chuyện là bán được từ 3 đến 5 triệu một năm. Đấy, một cái vụ quả. Thế thì đối với những cái quả vú sữa hiện nay bây giờ thì cũng rất là ưa chuộng, và rất là nhiều người cũng đã đi săn tìm những cây vú sữa về để trồng. Có những người thì trồng những cây vú sữa bé, cây vú sữa bằng cái ngón tay, hoặc là có những người thì mua những cây vú sữa bằng cái bắp chân ấy, thì nó rẻ tiền. Và cũng có người thì muốn lựa chọn cho mình một trong những cây vú sữa là nó to, nó cổ thụ. Và đây cũng là một trong những cây vú sữa nó có những cái tuổi đời 3-40 năm rồi. Đấy. Thế thì những cái cây như thế này bây giờ nó rất là quý hiếm, đúng không ạ? Tán nó to, quả nó ra sai. Hai nữa là cái dòng gỗ để mà làm lên được những cái cây vú sữa nó to như này, đường kính nó to rồi, thì chúng ta vừa làm cảnh của nhà vườn, vừa làm cây bóng mát, vừa làm là cây ăn quả. Thế cho nên là nhiều những đại gia là người ta hay săn tìm những cái dòng cây vú sữa để người ta trang trí, người ta trồng ở sân vườn. Thế cho nên là hiện nay thì có một số các cái dòng cây mà rất nhiều các đại gia người ta săn tìm, ví dụ như là vú sữa, hay là cây trứng gà, hay là cây thị, rồi thì một vài các cái cây khác nữa. Thế cho nên là anh em nào mà mong muốn rằng là tìm cho mình một cây vú sữa đẹp thì anh em liên hệ với chúng tôi, bởi vì chúng tôi có khá nhiều những cái cây vú sữa đẹp để chia sẻ cho anh em. Đấy. Đối với những cây vú sữa thì cũng mong muốn rằng là chia sẻ cho anh em để nhiều anh em biết được, để anh em có thể lựa chọn cho mình, để chúng ta có thể là mua về chúng ta trồng ở trong sân vườn của nhà. Đây, quả vú sữa nó chín này, anh em thấy không, nó đẹp không? Đấy, đấy là cái giá trị rất là thực tế, đúng không ạ? Sai lắm, quả này nó rất là sai. Và từ cái cây này cũng nhân ra được một số các cái cây khác. Và những cái quả của cái cây bé mà nhân từ cái cây to này ra, quả nó to bằng nắm tay, to lắm. Thế cho nên là chia sẻ cho anh em để cho anh em nắm được đối với những cái sản phẩm về những cái cây cảnh, những cái cây lấy gỗ hay là cây ăn quả thì chúng tôi cũng đã chia sẻ cho quý vị khá là nhiều, bởi vì là chúng tôi luôn đi săn tìm những cây gỗ về để làm tượng, về để làm bàn ghế, làm bàn thờ. Thế cho nên là cũng đã có một số các cái cây gỗ mà để mà làm cây ăn quả, cây bóng mát, cây cảnh thì chúng tôi cũng siêu tầm để cho quý vị và các bạn lựa chọn, đúng không ạ? Những cái cây mà chúng tôi siêu tầm thì nó rất là rẻ, bởi vì chúng tôi đi mua được để về làm như kiểu là người ta bảo là mua của người chán bán cho người thèm, đúng không ạ? Thế thì những cái cây mà người ta cần phải hoại đi mà chúng tôi thấy nó đẹp, chúng tôi đánh về, chúng tôi chia sẻ cho anh em thì anh em sẽ thấy được cái giá nó rất là hợp lý. Và một lần nữa thì cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.